thầy sẽ dạy các bạn thêm một chút về những cái kiến thức, một chút về kỹ năng và một chút về tư duy. Mỗi ngày học một chút như vậy ha. Chúng ta còn khoảng 20 phút để thầy hướng dẫn nhanh về cái này. Các bạn coi lại clip một tí ha. Như lúc nãy thầy đã gửi cho các bạn coi một cái clip về một cái vấn đề màu sắc và thị giác. Tất nhiên nó có nhiều kiến thức về cái này lắm. Từ bé thì chúng ta đều cảm nhận và nhìn thấy màu sắc. Vậy rất đơn giản, chúng ta có đứa nào mù đâu ha. Thế nhưng mà thực sự có một cái hiểu nghiêm túc về màu sắc và thị giác hay không thì thực ra lại chưa có ai có ý nghĩ về nó ha. Kể cả với người đi học về đồ họa mà cũng còn chưa có đặt ra câu hỏi ấy, thì các bạn sẽ không giải quyết vấn đề gốc rễ được. Đến lúc là cái năng lực tư duy về màu sắc, bố cục, tạo hình các thứ nó sẽ bị hỏng cái những cái viên gạch đầu tiên ha, để xây dựng nền móng cho một cái nghề. Thế thầy muốn dạy các bạn một tí thì nói qua thôi. Lúc mỗi ngày thì sẽ nói thêm một tí ha, những cái này. Thế thì đầu tiên về màu sắc thì thực ra nó từ đâu ra? Các bạn cứ nghĩ đơn giản nó là những cái bề mặt có màu ha. Nhưng thực ra cái vấn đề như cái clip thầy gửi cho các bạn là cái sự tranh luận của giới khoa học về việc màu sắc là thật sự có hay không. Đây vẫn là một cái đề tài mở tranh luận trong giới khoa học. Thế chúng ta cũng không ngồi ở đây mà tranh luận. Thế chúng ta sẽ chỉ nói chuyện với nhau về vấn đề là chúng ta cảm thụ thị giác và màu sắc như thế nào nha. Màu sắc thì có vấn đề thứ nhất các bạn quan tâm, đó là màu sắc nó đến từ ánh sáng. Không có ánh sáng thì các bạn chả thấy cái màu quái gì cả, đúng chưa? Một cái màu trắng như ô mô giữa đêm khuya không có một tí ánh sáng nào á, thì các bạn cũng không thể thấy được cái vật thể ấy màu trắng hay không hay màu gì ha. Và một cái vật thể màu đen thù lùi mà các bạn chiếu ánh sáng vào nó, chiếu một cái cường độ ánh sáng mạnh kinh khủng thì nó cũng lóa sáng ra thôi. Lý do là bởi ánh sáng đã va đập vào bề mặt vật thể và lẩy vào mắt các bạn, và các bạn nhìn được nó. Nói cách khác, đúng theo nghĩa khoa học là các cái tế bào cảm quang ở trong con mắt các bạn đây này, nó sẽ cảm thụ được các cái tia sáng ấy bởi ba loại tế bào cảm quang là hình nón, hình cầu, hình que. Nó cảm thụ được, mỗi người có một số lượng cái tế bào cảm quang khác nhau, mỗi loài sinh vật có số lượng cảm khác nhau nên cảm thụ về màu sắc là khác nhau. Nên các bạn sẽ hiểu về vấn đề này, nên đừng bao giờ tranh luận với người này người kia là tao nhìn thấy màu này tại sao mày không thấy. Đấy, tao thấy thích màu này tại sao mày không thích. Thích hay không là việc của mày, cảm nhận như nào là việc của mày ha. Ánh sáng của chúng ta được coi là ánh sáng trắng, nhưng thực chất nó là tập hợp của 7 tia sáng, còn gọi là 7 sắc cầu vồng đó ha. Đó, từ đỏ, cam, vàng, lam, lục, lam, tràm, tím. Riêng cái màu tràm nó có một tẹo tẹo ở đây này. Thế thì khoa học đã chứng minh rằng trên thế giới con loài người chỉ có 20% con người cảm nhận tốt về cái màu tràm mà thôi. Số còn lại đều không nhìn thấy nó hoặc nhìn không rõ ràng. Bởi vì con mắt chúng ta nó bị ngả thiên về cái màu xanh do là cái quá trình tiến hóa ở con người đại loại như thế. Thế thì chúng ta không có tranh luận. Đã học đồ họa, học về màu sắc ánh sáng rồi thì các bạn đừng lên tranh luận với người đời rằng màu này màu kia đẹp hay xấu, màu này đẹp hơn màu kia, xấu hơn màu kia, thích hay không thích ha. Có những người nhìn được màu này, người kia nhìn màu kia kém hơn nhiều. Chưa nói đến loài vật, ví dụ loài chó, loài mèo nó không hề nhìn thấy màu sắc đâu các bạn ha. Đó, bởi vì cái tế bào cảm quang trong mắt của nó rất là ít, rất là kém, nó chỉ có hai màu đen trắng mà thôi ha. Con trâu con bò cũng vậy ha, con ngựa cũng vậy, con bò tót nó cũng vậy. Các bạn đừng nghĩ rằng những cái cuộc thi đấu bò tót là người ta lấy cái màu đỏ ra, khăn màu đỏ ra, người ta khua khua trước mặt con bò tót, nó ghét màu đỏ nó đâm đuổi theo thằng ông kỵ sĩ. Không phải, các bạn sai rồi.
đã đi học đồ họa, học thiết kế đồ họa, các bạn phải hiểu đó là điều sai. Người ta chỉ có chọc tức con bò tót ấy bằng một cái khăn nào đó, hả? Bởi vì nó lấy cái khăn màu đỏ nhìn cho nó máu lửa, màu đỏ nó mang lại cái cảm giác ấy, hả? Nóng nực, khó chịu, bực bội trong con mắt con người chứ không hề trong con mắt con bò. Con bò nó chỉ thấy cái đối tượng chuyển động, hả? Treo ngươi trước mặt nó và nó chiến đấu lại mà thôi. Còn người ta dùng cái màu khăn màu trắng nó cũng đuổi nó đánh, khăn màu đen nó cũng đuổi nó đánh, hả? À, nên là các bạn biết rằng đó là chỉ là một cái bộ môn biểu diễn cho người xem mà thôi, à, chứ không phải là con bò nó thấy màu đỏ nó đuổi nó đánh, không phải, sai rồi ha. À, thế thì màu sắc được nhà khoa học Isaac Newton mới đi thử nghiệm bằng cách cho cái tia chùm sáng trắng đi qua một cái lăng kính thì nó tẽ ra được các tia sáng như này, và nó bị gãy khúc khi đi qua lăng kính, nó gãy khúc. Vì sao? Thì vì những cái bước sóng ánh sáng của các tia sáng này khác nhau, à, càng ngắn thì nó sẽ càng bị gãy khúc. Tuy rằng nó đi rất xa, bước sóng ánh sáng ngắn đi rất xa, và ứng dụng cái bước sóng ánh sáng như thế nào thì các bạn coi trong clip, các bạn hiểu thêm và coi thêm sẽ hiểu thêm. À, ví dụ những cái bước sóng dài là sóng hồng ngoại, là những cái bước sóng đấy chúng ta mới thấy thôi. Còn trước đó là những cái microwave, là sóng radio, là các bạn không hề nhìn thấy, mắt chúng ta không hề nhìn thấy ha. Chỉ tới cái sóng hồng ngoại tương ứng với nhiệt độ màu là màu khoảng 800 độ ha, thì nó màu đỏ đấy, như các bạn nhìn thấy than củi đấy, nó có màu đỏ là sóng hồng ngoại đấy, bắt đầu mới nhìn thấy nó thôi. Bản thân cơ thể chúng ta cũng đều phát nhiệt, nhưng nó chưa đủ mạnh để mắt con người có thể nhìn thấy, trừ cái máy, thì đó là những cái máy cảm biến hồng ngoại ha. Thế thì cao hơn nữa, xa hơn nữa, và nó xa bước sóng ngắn quá, tới những cái bước sóng gamma, à, hay là beta, hay là sóng tia cực tím, à, là chúng ta không nhìn thấy được nữa rồi. À, những cái đèn UV là đèn ánh sáng tím, nhưng thực chất nó là màu xanh tím, chứ chưa đạt tới tím, tới tím là các bạn nhìn không ra đâu. Thế đấy là cái bản chất và cuộc chơi của ánh sáng tạo ra màu sắc. Khi và chỉ khi nó chiếu vào bề mặt vật thể, và mỗi bề mặt vật thể này có nghĩa là nó là các chất hóa học khác nhau. Mỗi chất hóa học, à, mỗi cái loại màu á, bản chất cái màu vẽ của các bạn á, nó là các loại muối của các loại kim loại khác nhau, chì, đồng, nhôm, mangan khác nhau. Thế thì nó có khả năng hấp thụ các loại tia sáng khác nhau và phản xạ lại các tia sáng còn lại. Tia sáng nào được chê không hấp thụ, phản xạ lại thì nó đi vào mắt các bạn ở đây, ha, thì các bạn mới có cơ hội nhìn thấy nó và nhìn thấy vật thể, và các bạn cảm thấy cái vật thể này, à, nó màu xanh, à, nó màu đỏ, à, nó màu vàng, là bởi vì nó không, chất hóa học đó không hấp thụ ha, đó, tia sáng ấy ha. Đây là bản chất của ánh sáng mà các bạn sẽ cần, và màu sắc mà các bạn cần phải hiểu, để sau này các bạn làm nghề, nhất là đặc biệt làm 3D, các bạn phải biết mô tả cái đặc tính của vật liệu, vật chất, để nó có tạo ra được cái màu và ánh sáng khác nhau khi các bạn render ảnh kết xuất cho khách hàng coi. À, vấn đề nó như thế đấy. Thế thì các đã học đồ họa, cho dù là 2D hay 3D, các bạn đều cần phải biết những cái khái niệm về màu và sắc như thế này. À, thực ra màu là màu, sắc là sắc. Màu thì nó có một cái vòng tròn như thế này, à, gọi là, tạm gọi là bánh xe màu cũng được, gọi là vòng thuần sắc cũng được. Thuần sắc bởi vì những cái màu này nó không hề được thêm một tí đen hay trắng nào cả. Thế thì nó gọi là thuần sắc. Trong tiếng Anh nó gọi là huê đó. Ha, trong Photoshop các bạn thấy cái bảng màu huê không? Huê nghĩa là màu thuần sắc, không có thêm chút sắc độ sáng tối nào cả. Sáng tối là màu đen, màu trắng đó, thêm vào thì màu nó tối đi, thêm trắng vào thì màu nó sáng lên, cái đó gọi là sắc độ ha. Thế thì về màu, nó chia ra làm hai loại chính. Màu ở trong cái màn hình máy tính chúng ta là có ba màu ha. Đó là RGB nha, RGB ở đây đó. Thế thì trộn ba cái màu ánh sáng này thì nó sẽ ra được cái màu gốc là màu trắng ở đây, đó chính là tia sáng mặt trời ha.
Đó. Đại loại là lần trắng như thế. Thế thì chỉ có màu ánh sáng thì mới có khả năng pha màu green và màu red để tạo ra màu yellow được thôi. Còn màu chất hóa học ở ngoài đời thì không làm được cái việc ấy ha. Mà màu chất hóa học ngoài đời thì nó lại chỉ có ba màu chính mà thôi, đó là màu vàng, màu đỏ, màu xanh dương. Ba màu này được gọi là màu gốc ha, ký hiệu là màu bậc một ha, là màu gốc gác, không có thằng nào pha ra được nó cả, mà chỉ dùng ba nó ba ba thằng này pha ra màu khác được mà thôi. Màu đỏ cộng với màu vàng sẽ ra được màu cam, màu cam được gọi là đứa đứa con F1 đó ha, thì là màu bậc hai. Thằng vàng và thành xanh lá xanh dương pha với nhau tạo ra thành xanh lá cây, thằng này là thằng con cũng là F1 ha. Thằng xanh dương với thằng đỏ pha với nhau thì sẽ ra màu tím, thì thằng tím này là đứa con thứ hai đó là F1. Pha tiếp thì chúng ta được có được màu bậc 2, bậc 3, bậc 4, bậc 5, bậc 6, bậc 7 ha. Thế thì trong đồ họa người ta cần ấn tượng, người ta mới dùng nhiều những cái màu bậc 1, bậc 2, bậc 3. Còn á, các bạn làm nội thất các bạn sẽ phải sử dụng những cái màu nhẹ thôi, là bậc 3 đến bậc 7 thôi nếu là nội thất gia đình. Còn nội thất quảng cáo kiểu như showroom, nhà hàng, cà phê thì các bạn mới được phép dùng những cái màu mạnh để nó ấn tượng, nó ấn tượng ban đầu thôi. Còn trong gia đình các bạn mà dùng màu như thế là sai. Tại sao sai? Là bởi vì cảm thụ thị giác của chúng ta nhìn mới đầu thì quen thì thích thì ấn tượng, nhưng ở lâu trong một cái không gian và nhìn hoài một cái màu đó, màu mạnh đó sẽ rất là nguy hiểm trong về thị giác và tâm lý thị giác, sức khỏe liên quan đến thị giác ha. Đó. Thầy nói ví dụ như này, cơm trắng nước trong, các bạn ăn cả đời, uống cả đời, ok. Còn á, trà sữa thì ngon lắm đấy, nhưng thầy đố đứa nào uống trà sữa được cả tháng ha, thầy đố đứa nào ăn phở được cả tháng, cho dù phở ngon thật đấy ha, nhưng không ai ăn phở được cả tháng, không ai uống trà sữa được cả tháng đâu, chứ đừng nói là cả đời. Nên chỉ những cái thứ nhẹ nhàng đơn giản thì nó mới tồn tại lâu bền, và nội thất gia đình nó cần điều ấy. Các bạn cần phải có được, hiểu được cái điều ấy trong tư duy khi làm việc với nghề này, hiểu chưa? Thế đây là những cái cách hiểu về màu, thầy nói ngắn gọn thôi chứ cũng chẳng có thời gian ha. Đó, sơ bộ nó như thế vì là không có nhiều thời gian nên là nó đành như thế. Những cái việc chuyển sắc chuyển xiếc vậy, những cái kiến thức về màu sắc ánh sáng các thứ nữa thì thôi thầy gác lại, có lẽ để một cái dịp nào đó thầy nói chuyện thêm cho các bạn. À, có một cái này thì sẽ có phải phải nói thêm cho các bạn, đó là những cái cặp màu tương phản ha. Những cái cặp màu tương phản ở đây thì cũng có đã cặp đề cập tới. Đó là gì? Trong cái vòng thuần sắc này nó chỉ có duy nhất ba cặp màu tương phản mà thôi ha. Đó là những cái cặp màu đối nghịch nhau ở trên cái vòng thuần sắc này. Ví dụ màu vàng nó sẽ đối nghịch màu tím, khi để bên cạnh nhau đó, để chồng đè lên nhau thì nó tạo ra sự tương phản rất là mạnh. Màu này nó tôn màu kia, màu lam với màu cam, màu đỏ với xanh lá. Đây là ba cặp màu gốc tương phản rất là mạnh mẽ ha. Khi người ta chứng minh thực nghiệm khoa học ha thì người ta sẽ thấy như vậy ha. Đó là như thế này, đây là những cái thực nghiệm khoa học mà người ta chứng minh về cái mức độ tương phản, và người ta đo bằng những cái máy móc trên thị giác ha. Đó. Thì các bạn sẽ phải chú ý sau này phải biết vận dụng những cái cặp màu tương phản này trong cái design. Nói chung vận dụng như thế nào thì nó còn bị phụ thuộc vào cái những cái kiến thức nền, để các bạn biết cái phương pháp, biết cái cách thức, biết công thức ha. Đó. Nên là còn phải học nhiều về cái đó nữa, chứ chưa thể là nói mấy câu mà xong cả một cái môn mỹ thuật đó, về màu sắc các thứ được. Điều đó là điều không thể, bản thân thầy không đủ giỏi để nói mấy câu mà các bạn hiểu hết mọi thứ, thì mỗi thứ chúng ta học một ít ha, hiểu như chưa? Thầy sẽ nói thêm về các bạn về một cái yếu tố, các yếu tố về cái tạo hình nữa, để các bạn bắt đầu có cái tư duy thêm về cái cơ sở tạo hình. Thì cái này nó dành cho đồ họa 2D. Thế nhưng mà thầy nói thêm để các bạn hiểu rằng là trong cái cơ sở tạo hình các bạn phải hiểu chúng ta
sẽ tạo hình mọi vật thể dựa trên là hình khối đường nét ha. Đó. Về hình 2D thì chỉ có nha, nhớ nha, đường nét thì những cái như thế này thì gọi là đường ha. Đấy, nhưng mà trong quan niệm của mỹ thuật ứng dụng ha, đặc biệt là không gian 3D trong ngành kiến trúc và nội thất, thì các bạn sẽ phải hiểu khái niệm là điểm chuyển động liên tục thì sẽ tạo ra một cái thành đường. Đường mà chuyển động liên tục thì sẽ tạo ra một cái gọi là cái mặt, nói khác đi là cái diện ha, một cái diện. Một cái diện này mà chuyển động liên tục thì nó sẽ tạo ra một cái khối ha. Các bạn đã hiểu ý chưa? Đây là nguyên tắc xây dựng hình khối trong thị giác cũng như trong đặc thù của nghề nội thất ha. Đó. Điểm chuyển động thành đường, đường chuyển động thành diện, diện chuyển động thành khối ha. Đó là cái các bạn cần nhớ. Rồi thì bây giờ các bạn cần phải biết có bao nhiêu dạng đường nét hình khối ha. Thì các bạn sẽ phải nhớ thêm tiếp là về mặt hình 2D thì chỉ có đó là ba cái hình khối cơ bản thôi. Một là hình vuông, hai là hình tròn, và ba là hình đa giác, nói khác đi là hình tam giác. Một cái hình ngôi sao các bạn vẽ ra thì nó trên thực tế cũng chỉ là các hình tam giác này mà thôi, đúng không? Nó cũng là đa giác này cơ mà. Một cái hình cong cong ẹo ẹo như này trên thực tế thì một phần này thì cũng chỉ là một phần của cung tròn, một phần của đường tròn mà thôi, đúng không? Một cái tòa nhà cao ơi là cao thì trên thực tế nó cũng là một cái hình chữ nhật ở đây, đúng không? Hình chữ nhật ở đây, đúng không? Đó. Còn về hình 3D, hình khối 3D thì trên thực tế trong quy ước của nghề design nói chung và nội thất kiến trúc nói riêng thì chỉ có 5 cái loại hình khối thôi. Hình thứ nhất là hình chữ nhật. Đó. Hình chữ nhật. Và dạng đặc biệt của hình chữ nhật chính là hình lập phương, nghĩa là bốn mặt đều là hình vuông nếu như là quy ra 2D. Nhưng vẽ trong diễn họa, trong phối cảnh thì nó phải khác. Nó phải có nguyên tắc là gần to xa nhỏ. Cái này thì giải thích sau về những cái nguyên tắc phối cảnh này sau. Hình thứ hai là hình cầu. Hình cầu này. Đó, hình cầu. Các bạn tưởng tượng như là cái trái đất ấy, kinh tuyến, vĩ tuyến. Đó là hình cầu. Hình thứ ba là hình chóp nón. Hình chóp nón là chóp cầu đó. Hình thứ tư, hình chóp cầu là nó sẽ phải có cái đỉnh ở đây này. Hình thứ tư là hình năng trụ. Hình năng trụ. Hình thứ năm là cái hình chóp tam giác. Đó, các bạn hiểu chưa? Hình khối 3D, mọi vật thể khi các bạn tạo hình trong 2D hay 3D đều quy vào 3 hình 2D cơ bản và 5 hình 3D cơ bản mà thôi. Bất luận các bạn vẽ ra cái gì, cái bàn nó vuông vuông thì nó cũng là hình chữ nhật. Đấy. Một cái cây sắt tròn tròn thì nó là hình trụ ha. Rồi một cái khối gì đó nó có thể vẫn là hình tròn. Một cái tòa nhà cao ơi là cao thì cũng chỉ là hình chữ nhật mà thôi, đúng chưa? Nên các bạn sẽ phải hiểu cái vấn đề căn cơ này ở trong tư duy của các bạn thì các bạn tạo hình nó mới tốt được. Còn các bạn cứ nghĩ nó là cái thứ gì ở trên trời dưới biển, phức tạp lắm, phức tạp ghê, thì các bạn không tạo hình nó ra được. Và các bạn sẽ tạo hình mọi vật thể phức tạp từ những hình dạng cơ bản nhất mà ra nha. Các bạn sẽ phải có tư duy ấy trong đầu. Thế thì những đường nét thì nó gồm những cái đường như này, thẳng hay cong hay là rích rắc thì tùy ha. Thì thầy lướt nhanh cái lý thuyết này để các bạn muốn coi lại thì các bạn dừng lại, các bạn đọc coi lại ha. Đó, trong tạo hình 2D, đây là cái bức tranh cực kỳ nổi tiếng của bức tranh bầu trời đêm của Van Gogh ha. Những bức tranh này đều là tranh của Van Gogh, để vẽ ra dạng nét thì nó như vậy ha. Trong trang trí 2D thì người ta dùng đường nét để trang trí như vậy ha.
Đấy, đường nét để trang trí như vậy. Còn trong 3D thì đường nét cũng để và hình khối cũng để trang trang trí như vậy. Thì đây các bạn thấy nét để trang trí bề mặt, còn khối hình trụ này, hình trụ này để trang trí ở trong đây đây, chứ nó có xa xôi gì đâu ha, không có cái gì xa xôi ở đây cả. Hình dạng những cái sáp 2D thì cho dù nó cong queo vòng vèo cỡ nào thì nó cũng chỉ quy vào được ba cái hình cơ bản là hình vuông, hình tròn ha, và hình tam giác. Những cái méo méo như này thực ra nếu các bạn chia nhỏ thì nó cũng vẫn là những cái tam giác hay những vẫn là những cái cung tròn mà thôi, đúng không? Ừ. Và để ứng dụng những cái đó trong tạo hình từ 2D các bạn mới có tư duy được 3D, nên phải tư duy 2D trước ha. Đó. Hoặc là tư duy 3D cũng được nếu đứa nào giỏi có năng năng lực ngay từ đầu ha. Tư duy 3D sau đó tư duy ngược sang 2D ha. Vì người cũng có những cái quan niệm khác nhau là khi tạo hình 3D người ta sẽ phải hạn chế có tư duy 2D. Bởi vì được có một cái định nghĩa như thế này. Hình 2D chẳng qua là cái góc nhìn đặc biệt của hình 3D mà thôi. Ví dụ các bạn nhìn chéo chéo thì các bạn ra hình khối, các bạn nhìn trực diện từ trên xuống hoặc trực diện từ đằng trước lại thì các bạn sẽ nhìn thấy cái hình thể nó ở dạng giống như mặt hình chiếu ha. Hình trực diện ha. Đó, tất cả những cái ứng dụng của hình khối nó sẽ tạo ra đường nét, nó tạo ra những sản phẩm như này. Đấy, khối cầu 3D à, khối 3D thì nó chỉ có năm những cái dạng như thế này thôi, không có hơn nữa đâu ha. Nên là khi tư duy làm nội thất hay làm cái gì thiết kế các bạn tất cả đều phải quy vào hình cơ bản thì các bạn sẽ làm ra được những hình phức tạp. Hãy nhớ điều ấy nha. Còn ứng dụng nó rất là mênh mông, thầy cũng không thể nào mà nói hết trong vài buổi vài bữa, các bạn sẽ tìm hiểu thêm những cái này sau ở trên các tài liệu trên mạng, hoặc là sau này giáo viên sẽ cung cấp dần dần thêm cho các bạn. Bài học ngày hôm nay tạm ngưng ở đến đây, các bạn học như thế là đã đủ ha, không học thêm nữa. Học nhiều quá sẽ bị quá tải, tẩu hỏa nhập ma đấy ha. Nên là chúng ta chia tay nhau ở đây nha. Tạm ngưng ở đây, chúng ta học tiếp về sau nha. Ok, bye bye các bạn. Được chưa? Có đứa nào hỏi han gì không, thắc mắc gì thêm không? Thêm không thêm thì thôi nghỉ nha, còn thắc mắc gì thì